Xin chào các bạn, nguyên thủ quốc gia, một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất và có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của một đất nước. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta hiện nay có nhiều người không phân biệt được ai mới là nguyên thủ quốc gia, là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước hay Thủ tướng Chính phủ mới là nguyên thủ quốc gia. Và hôm nay qua video này chúng tôi sẽ trình bày để các bạn nắm được, biết được ai là nguyên thủ quốc gia ở Việt Nam. Đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu về xem khái niệm nguyên thủ quốc gia là gì. Nguyên thủ quốc gia là người đứng đầu nhà nước thay mặt cho đất nước thực hiện công tác đối nội và đối ngoại. Tuy nhiên ở mỗi một nước khác nhau thì nguyên thủ quốc gia lại khác nhau. Có nước lại là chủ tịch nước, có nước là tổng thống, có nước là nữ hoàng hoặc có nước là vua. Cái việc khác nhau này thì do hiến pháp và luật ở mỗi nước quy định một khác. Và sau đây chúng ta sẽ điểm qua một số nguyên thủ quốc gia tại một số nước. Ở một số nước như Mỹ, Pháp, Nga thì nguyên thủ quốc gia đó chính là tổng thống. Những người này họ có quyền lực cực kỳ lớn trong một đất nước. Còn ở Anh thì quy định nguyên thủ quốc gia lại là nữ hoàng Anh. Hiện tại là nữ hoàng Elizabeth II, thì thực ra nữ hoàng có quyền lực hạn chế và tập trung quyền lực vào tay của thủ tướng. Còn ở Thái Lan thì quy định quy định về nguyên thủ quốc gia lại là vua, và hiện tại là vua Thái, vua Rama X, Rama X đó. Còn ở Việt Nam thì hiến pháp lại khác, quy định nguyên thủ quốc gia là chủ tịch nước, và hiện tại là ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Các bạn cần phân biệt rõ là nguyên thủ quốc gia ở Việt Nam là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nha. Và sau đây chúng ta sẽ điểm qua tiểu sử của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Và chủ tịch nước Nguyễn Phúc thì sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Về quá trình công tác thì từ năm 1973 đến năm 1977 ông học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, và từ năm 1978 đến 2006 ông công tác tại tỉnh Quảng Nam và giữ đến chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Và từ tháng 6 2006 đến tháng 3 2016 ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Và từ tháng 4 2016 đến tháng 3 2021 ông giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và từ ngày 5 tháng 4 2021 đến nay thì ông giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì trên đây là bản tóm tắt sơ lược về quá trình công tác của chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia Nguyễn Xuân Phúc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin tạm dừng ở đây.